Chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại kênh Phong Thủy Giác Cát. Trong video ngày hôm nay tôi sẽ chia sẻ cùng quý vị và các bạn về con giáp dễ trúng số trong ngày 12 tháng 2 âm lịch, tức là ngày Canh Thân. Thì đó là những con giáp nào? Xin mời quý vị và các bạn cùng theo dõi. À, thưa quý vị, để xét về một cái tuổi nào đó gặp được may mắn về cái vận tài lộc về mặt tiền bạc ấy, thì người ta sẽ thường dựa vào các yếu tố như là gặp được lộc mã quý nhân hoặc là giờ gặp được vận tài như là thiên tài hay là chính tài đúng không ạ? Thì để xét về một con giáp mà có cơ hội dễ trúng số đổi đời cũng như là gặp được nhiều cái may mắn trong cái con đường về tiền bạc, tài lộc thì người ta sẽ dựa vào một là lộc, hai là gì? Hai là gì? Thiên tài. Đó. Cái thiên tài và cái lộc là cái lộc từ trên trời rơi xuống mà chúng ta không thể kiểm soát được. Nó đến một cách rất bất ngờ như là các bạn sẽ có cơ hội là trúng số đổi đời hoặc là gặp được một cái vận may nào đó hoặc là đang ở nhà đang tự dưng trong cái tháng này trong cái ngày này thì được gì người nhà gọi đến cho 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 tiền cho đất hoặc là nhượng lại cái quyền thừa kế một cái tài sản gì đó thì đó là cái vận thiên tài một cái tài nó bất ngờ nó ập đến còn những cái khác cái cái thiên tài là cái chính tài chính tài là cái tài mà do công sức của mình làm ra ví dụ như một người đi làm công ăn lương đúng không ạ thì hàng tháng lương anh ta lĩnh thì chính là gì chính là chính tài những cái khoản mà được bo thêm bên ngoài ấy, cũng như là anh ta có thể là việc tiết kiệm hoặc là làm cái gì đó mà mà lấy được tiền ấy thì gọi là gì gọi là thiên tài tức cái thiên tài nó là cái tiền không minh bạch không rõ ràng và nó cũng khó có thể giải thích được đấy thì qua nghiên cứu về những cái lá số của những người trúng số ấy thì các thầy phong thủy các thầy tử vi cũng đã nghiệm ra rằng lại những người dễ có cơ hội trúng số nhất thì thường là là gặp vào cái vận là gì thiên tài và gì vào cái vận lộc của người ta đó thì gặp hai cái vận này thì rất dễ là gì có cơ hội trúng số đời đời như vậy chúng ta cùng xét về cái ngày 12 tháng 2 âm lịch xem là con giáp nào dễ trúng số đời đời dễ gặp được may mắn về cái vận tiền bạc thì các bạn biết đấy, cái ngày 12 tháng 2 âm lịch nó là ngày canh thân đó. canh thân có ngũ hành thuộc thuộc mộc thuộc mộc nhá. và trong ngày canh thân ấy để xét về vận lộc và thiên tài thì lộc thì chúng ta sẽ xét là gì xét là những người nào ấy đây này chúng ta sẽ lấy địa chi nó xét thì những người mà tuổi thân ấy thì lộc của những người có thiên can canh đúng không ạ đầu tiên chúng ta sẽ lộc nhá. ngày thân ngày thân là ngày lộc của những người có thiên can là thiên can canh thiên can canh chúng ta sẽ có những tuổi sau này thiên can canh thì chúng ta sẽ có tuổi gì canh tí này Đấy, canh dần này canh thìn này, canh ngọ này, canh thân này và canh canh tuất, đúng Và để xét xem là tuổi nào may mắn gặp được vận thiên tài thì chúng ta lại ưu tiên xét đúng không? theo cái ngày sinh, tức là gì? cái ngày sinh này nó phải sinh cho tuổi hoặc gì, hoặc là cái tuổi nó phải khắc được cái ngày này. Đó. thì để ngày sinh cho tuổi thì ngày canh thân là ngũ hành thuộc mộc, mộc thì sinh cho hỏa, vậy nên ưu tiên số 1 là những người bị hỏa. Thứ hai là mộc tỷ hòa với lại mộc, vị trí là cái này sẽ là ưu tiên thứ hai. Thứ ba là những người mà có ngũ hành thuộc kim ấy thì kim khắc được mộc, thì tức là ngày khắc được người, ấy, tức là mình sẽ quản trị được, sẽ quản lý được và sẽ khắc chế cái áp chế được. Đó. thì vị trí là những người vị trí ở uh, có ngũ hành thuộc kim ấy là ưu tiên số 3. Như vậy chúng ta cũng phải xét xem những người theo căn canh đấy. thì chúng ta sẽ chọn những tuổi nào đúng không? Ạ? Những người mà canh tí thì ngũ hành thuộc thuộc thổ. Canh dần thì ngũ hành thuộc mộc. Canh thìn thì ngũ hành thuộc kim. Đấy. Canh ngọ thì cũng ngũ hành thuộc thổ. Canh thân là mộc. Và canh tuất là kim. Đó. Như vậy là gì? Trong cái những người mà thích căn canh này này thì chúng ta có tuổi là gì? Đầu tiên là ưu tiên là hỏa. Hỏa thì không tuổi nào có đúng không ạ? Thứ hai là mộc. Mộc thì chúng ta canh dần 1950. 1950 là thuộc mộc đúng không ạ? Thứ hai là gì? Canh Thân là 1980 cũng là thuộc thuộc mộc. Đây là con giáp ưu tiên số 1 và số và số 2. Đó. Tiếp theo những người mà có ngũ hành thuộc kim, kim thì trong này chúng ta có Canh Thìn. Đó, Canh Thìn là 2000 là ưu tiên số 3 đúng không ạ? Và Canh Tuất là 1970 là ưu tiên số số 4. Đó. Thì đây là bốn con giáp may mắn dễ có cơ hội trúng số nhất trong cái ngày 11 tháng 2 lịch đó. Thứ hai là chúng ta xét những cái vận gọi là vận thiên tài. Thì thiên tài canh đúng không ạ? Thiên tài chúng ta sẽ xét theo thiên can. Thiên can canh thì cái này cái nào mà khắc được canh thì gọi là thiên tài. Thì chúng ta có bính hỏa khắc canh kim đúng không ạ? Vậy chi là những người có thiên can bính đúng không Sẽ khắc được thiên can canh, nó sẽ là tài tinh. Vậy chi là những người tuổi thiên can bính thì chúng ta sẽ có những tuổi sau này, bính tí này, đó. Bính dần Bính thìn Bính ngọ Bính thân Và bính tuất Những người có thiên can bính Thì bao gồm bính thìn, bính ngọ, bính thân, bính tuất Có 6 con giáp Thì bính tí ngũ hành thuộc thủy Bính dần ngũ hành thuộc hỏa Bính thìn ngũ hành thuộc thổ Bính ngọ là thuộc thủy Bính thân là thuộc hỏa và bính tuất là thuộc thổ. Đó. Bây giờ xét về ngũ hành ưu tiên về lựa chọn thứ tự ngũ hành thì chúng ta ưu tiên là ngũ hành đầu tiên là chúng ta chọn ngũ hành hỏa đúng không ạ? Bính hỏa thì chúng ta có bính dần. Bính dần và bính thân đúng không ạ? Bính dần và bính thân thì bính thân là số 1. Bính dần là số 2. Đó. Tiếp theo chúng ta ưu tiên ngũ hành thuộc mộc. Mộc thì trong ngày không có đúng không ạ? Và cuối cùng là kim. Kim thì chúng ta cũng sẽ không có ngũ hành nào thuộc kim. Đó. Như vậy là với những người thiên can bính ấy là ở trong cái vận thiên tài ấy, thì chúng ta chỉ có tuổi gì? Bính dần là 1986. Và bính thân là 1956 là những người mà gặp được vận thiên tài. Đó. Tiếp theo ấy thì ngoài cái thiên can bính ra ấy thì người ta cũng sẽ lựa chọn theo cái thiên can ẩn tàng. Tức là trong mỗi địa chi ấy, thì đều có những cái thiên can ẩn tàng. Ví dụ như những người tuổi thân ấy thì ẩn tàng trong cái địa chi là gì? Canh, nhâm và mậu đúng không ạ? Như vậy là những người mà tuổi thân thì những người có thiên can Bính ý, thì chúng ta sẽ được lọc hai lần. Sẽ được hai lần thiên tài đúng không ạ? Thứ nhất là gì? Là thiên tài của ngày, thứ hai lại là được cái thiên tài thiên can ẩn tàng nữa. Vậy nên là gì? Những người này, những người tuổi Bính dần và Bính thân ý, là những người mà sẽ có cơ may trúng số nó rất là cao trong cái ngày trong ngày 12 ngày ngày ngày, ngày cách thân này. Đó. Tiếp theo chúng ta xét đến thiên can ẩn tàng thứ hai, là thiên can nhâm. Thiên can nhâm thì mậu gặp nhâm là là mậu mậu thổ gặp nhâm thủy đúng không ạ? Thì thổ khắc thủy thì mậu mậu này mậu gặp nhâm thì là thiên tài như vậy là chúng ta sẽ xét những người có thiên can mậu những người có thiên can mậu bao gồm một tuổi là mậu tý này mậu tí này uh, thứ hai là mậu dần mậu thìn mậu ngọ mậu thân và mậu tuất mậu tí những người sinh năm 1948 có ngũ hành thuộc hỏa mậu dần là ngũ hành thuộc thổ Mậu Thìn là 1988 là ngũ hành thuộc Mộc. Mậu Ngọ là Hỏa, 1978, Mậu Thân là 1968 là Thổ. Và Mậu Tuất 1958 là Mộc. Đó. Và những cái người có thiên can ẩn tàng là 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 thiên can nhâm ấy, gặp Mậu là là thiên tài đúng không ạ? Thiên tài thì chúng ta sẽ có này. Ngày 12 tháng 2 là ngày canh thân, vị trí là chúng ta ưu tiên những người có ngũ hành thuộc ngày canh thân thì ngũ hành thuộc Mộc, Vị trí chúng ta ưu tiên số 1 là những người có ngũ hành thuộc hỏa. Hỏa thì chúng ta có những người mậu tí sinh năm 1948, 1948 và mậu ngọ là 1978 đúng không? 1978 là con giáp may mắn thứ hai. Đó. Tiếp theo ngũ hành thuộc mộc thì chúng ta có tuổi mậu tuất là con giáp may mắn thứ ba và gì? Mậu thìn là con giáp may mắn thứ tư. Đó. Ngũ hành thuộc kim thì trong những người tuổi mậu này không có mậu nào thuộc kim cả. Đó. Đó là những người tuổi tuổi mậu mậu khác gì? mậu khắc nhâm gọi là thiên tài thứ ba xét thì cái thiên can ẩn tàng thứ ba là những người có thiên can căn mậu đúng không ạ thiên can mậu thì giáp mộc khắc mậu thổ vậy chi là những người có thiên can giáp sẽ là thiên tài của ngày đó những người có thiên can giáp bao gồm tuổi sau này giáp tý này giáp này đó. thì chúng ta có gì giáp tý là 1984 giáp dần là 1974 giáp thìn là 1964 giáp ngọ là một chín và giáp thân là một chín bốn giáp tuất là một chín chín đó đó là những người có thiên can giáp giáp tí 9, 5, là một là có hành thuộc kim giáp dần là thủy giáp thìn là hỏa đó. giáp ngọ là kim giáp thân là thủy và giáp tuất là hỏa đó À, cũng là ngày canh thân thì chúng ta vẫn dựa vào cái bảng này đúng không chúng ta ưu tiên về ngũ hành ngày canh thân thuộc mộc thì mộc sinh hỏa vị trí của chúng ta ưu tiên những người mệnh hỏa là 1964 là đầu tiên thứ hai là gì 1994 đó 1994 là là tuổi giáp tuất và 1964 là tuổi giáp thìn thứ hai ngũ hành thuộc mộc thì trong những người này không có thứ ba là những người thuộc kim kim thì có 1984 là tuổi may mắn thứ ba và gì 1954 giáp ngọ là tuổi may mắn thứ tư đó 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 là những con giáp may mắn được lộc trời được lộc trời cho được vận thiên tài và dễ có cơ hội cơ may về tiền bạc à, thưa quý vị cái cơ may về tiền bạc ấy, nó sẽ đến với chúng ta một cách rất là bất ngờ và khi mà có được ấy, thì các bạn cũng nên tận dụng nhưng mà các bạn cũng đừng vì cái vận thiên tài mà lại quá chú trọng vào cái vận trình đỏ đen như vậy thì cũng sẽ không tốt như vậy thì các bạn dù kiếm được bao nhiêu đi chăng nữa thì cũng rất dễ bị tán ra bại sản à, bị gì bị trắng tay đấy vậy nên là trong cái vận thiên tài các bạn biết để các bạn đầu tư ấy, cũng nên dành một khoản tiền nhỏ của mình đầu tư gặp được để được để có được cái may mắn và cái thành công hơn nữa và chủ động hơn về cái vấn đề về tài chính các bạn cũng nên chia các khoản tiền của mình ra chia vốn ra để gì để không bị lỡ dở không bị bỏ hết trứng vào một giỏ kéo cái lúc nó mà gì gặp thất bại thì gì nó sẽ kéo cho chúng ta đến sạc nghiệp đó như vậy là gì may mắn đâu thì may mắn các bạn cũng phải tự lực cánh sinh vẫn phải có một cái nguồn thu nhập ổn định trước sau đó thì các bạn mới tính đến cái vận gì, vận thiên tài chứ đừng có trông chờ quá vào thiên tài mà gì lúc nó đến thì chúng ta lại gì? không có tiền tức là lúc đến chúng ta lại chả còn gì cả nữa thì cũng gì thì cũng coi như là coi như bỏ đó à, quý vị thân mến như vậy là tôi đã vừa chia sẻ cho quý vị và các bạn về những con giáp may mắn nhất có cơ hội là trúng số để đời trong ngày 12 tháng 2 âm lịch tức là ngày ngày canh thân cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi quý vị đừng quên đăng ký kênh và nhấn vào chuông thông báo để ủng hộ cho chương trình còn bây giờ xin chào và hẹn gặp lại quý vị ở các video tiếp theo xin cảm ơn